Xin chào tất cả mọi người, mình là Yến Như, là leader của team Kỳ Nam. Còn đây là bạn Bùi Ngọc Linh. Còn bên đây mình là Cao Thiên, thành viên của nhóm Kỳ Nam. Xin chào các bạn, nhóm mình là Bicap Team. Mình là Như Quỳnh. Mình là Hạnh Phúc. Mình là Đức Thề. Yeah! Cái bộ sản phẩm của tụi mình là bao gồm 3 bộ sản phẩm, nhưng mà trong mỗi sản phẩm nó lại có rất nhiều chi tiết trong đó, nên là đòi hỏi chạy deadline liên tục như vậy khoảng rồi. Cái việc là mình lên bản vẽ 2D xong mình phải lên bản vẽ 3D, rồi sau đó là tìm chỗ để mà mình thi công cái khuôn, rồi sau đó lại đổ resin để có thể ra một cái sản phẩm hoàn thiện mà người dùng có thể sử dụng được. Vì tất cả tụi mình đều có đam mê về công nghệ, thế là tụi mình chọn ra một cái đề tài nó vừa độc đáo và tính ứng dụng cao ở trong. Thì nhóm chúng mình đã chọn ra đề tài Keycap Custom. Em muốn gửi lời cảm ơn đến cô Phương Anh, là người luôn đồng hành và hỗ trợ nhóm em. Nhờ cô mà quá trình làm đoán của em được diễn ra theo đúng kế hoạch. Thank you and be your style.